Trong quá trình nấu sẽ có một lượng khói bay ra từ van áp suất và đây cũng là khả năng tự điều phối hơi của nồi. Đến những phút cuối cùng, tầm 3 phút còn lại thì nồi sẽ tự động xả áp. Lưu ý đến lúc này bạn có đứng cạnh nồi thì rất có thể sẽ giật mình bởi tiếng phục hơi của van xả áp đó nha. Nếu như một ngày nào đó ở nhà bị hư nồi cơm nhưng bản thân mình thì lại đang muốn mua nồi áp suất thì phải làm sao ta? Phải mua cả hai thứ thì lại tốn kém quá. Vậy nếu chỉ được chọn một thứ thôi thì Ánh nhiệt liệt đề cử chị em mua nồi cơm điện tử áp suất nha. Mà nói về loại nồi này thì không đâu bằng được Cúc Cu cả. Thế thì để xem là cái nồi cơm áp suất ngay bên cạnh Ánh đây có thể làm được những gì thì cùng theo dõi hết clip này nha. Nồi cơm điện tử áp suất này của Cúc Cu có dung tích là 1,8 lít, phù hợp với 4 đến 6 người dùng, là một chiếc nồi cơm có xuất xứ hoàn toàn ở Hàn Quốc, phụ kiện đi kèm đơn giản gồm có cốc đông và muỗng xới cơm. Nó sẽ khiến các chị em thấy cực cưng khi mà sở hữu màu hồng trắng nữ tính như thế này. Vỏ ngoài là nhựa sờ vào trơn láng, dễ vệ sinh khi bám bẩn. Hình dáng của nồi thì theo kiểu bo tròn nên trông có sự mềm mại và không bị thô cứng. Nếu có luôn lòng nồi ở bên trong á thì nồi rinh lên khá là nặng, các bạn có thể cầm vào tay cầm hai bên hông nếu muốn di chuyển nha. Vì là nồi có trang bị áp suất nên đầu tiên ở trên phần nắp sẽ có chốt khóa. Sau khi nhấn nút mở nắp, chúng ta sẽ phải xoay thêm chốt khóa về unlock thì mới mở nắp được. Điểm này thì rất là giống với nồi áp suất, phòng trường hợp là bên trong nồi vẫn còn áp suất thì chốt sẽ ngăn không cho bạn mở ra để đảm bảo an toàn. Và tất nhiên là nồi cũng có van xả áp suất, thế nhưng cách xả thì lại không giống với nồi áp suất. Chút nữa thì Ánh sẽ trải nghiệm, các bạn sẽ biết tại sao. Phía bên trong chúng ta sẽ có một cái lòng nồi xịn sò. Từ chất liệu, nó bằng hợp kim nhôm chống dính có độ bền cao, được đúc nguyên khối và sử dụng công nghệ phủ X-World Diamond, độc quyền sáng chế bởi Cúc Cu. Các chị em sẽ thích ngay khi mà cầm lòng nồi rất là chắc tay, bên ngoài thì nhăm nhám, còn bên trong thì lại láng mịn. Một phần lòng nồi này nặng là bởi vì thành nồi cũng dày dặn lắm nha. Chị em nào mà có thói quen vo gạo ở bên trong lòng nồi thì sẽ hơi khó cầm và mỏi tay nha. Nhưng bù lại thì nó có tay cầm cách nhiệt ở hai bên nên mình sẽ không cần đến đồ nhấc nồi mà chị em có thể trực tiếp lấy lòng nồi ra để dọn cơm ăn. Với cái nồi này như có nói thì nó sử dụng áp suất để nấu cơm. Nó còn kết hợp cả công nghệ nấu 3D nữa, càng giúp lượng nhiệt tỏa đều khắp các mặt, giúp cơm được tiếp nhận nhiệt đều hơn. Các bạn có thể kiểm chứng qua cơm Ánh đã nấu trước đó. Với hai cốc gạo thì nồi nấu trong khoảng 26 phút và cơm nấu xong nở bung đều, không bị nát, có độ ẩm. Muốn ăn khô hơn thì các bạn có thể giữ ấm thêm. Tiếp đến là bảng điều khiển. Nhìn qua các nút nhấn phẳng lì, có thể các bạn sẽ nghĩ đây là bảng điều khiển cảm ứng. Nhưng thực chất, đây là các nút nhấn nha. Nhấn rất là mềm và cũng rất là êm tay. Vì sản xuất ở Hàn Quốc nên ngôn ngữ sử dụng sẽ là tiếng Anh. Và khỏi nói thì cũng biết là nó sẽ khó cho người lớn tuổi sử dụng. Ngoài nấu cơm trắng cơ bản ra thì nó còn có chế độ nấu nhanh, nấu cơm trộn, nấu đa năng và nấu cháo để phục vụ thêm cho nhu cầu của mình. Mỗi chế độ này thì đều cho phép các bạn cài đặt thời gian nấu, tối đa là 45 phút và nhìn ở dãy số bên dưới nhé. Mức thời gian này thì nó sẽ không chi tiết ở từng phút mà mỗi mức thì sẽ cách nhau 5 phút nên nó sẽ không tiện với những ai mà cần sự chính xác tuyệt đối. Và ngoài cái dãy số ở dưới thì nó còn có thêm một dãy số ở trên dành cho bạn hẹn giờ để nồi bắt đầu nấu. Hẹn giờ này cũng không chi tiết mà mỗi mức sẽ cách nhau 2 giờ nên trong trường hợp mà chúng ta cần hẹn trong khoảng thời gian lẻ thì nó cũng sẽ không đáp ứng được. Ngoài việc món ăn nấu xong chuyển về chế độ giữ ấm thì nồi còn có thêm chế độ hâm nóng bằng cách bạn nhấn Keep Warm Reheat 2 lần. Nhờ chế độ này thì các bạn có thể dùng hâm cơm qua đêm và ăn vào buổi sáng, như vậy thì cơm sẽ nóng hôi hổi hơn. Bên cạnh việc nấu cơm thì với khả năng áp suất của nó, Ánh sẽ thử nấu chè đậu đỏ xem như thế nào nha. Mà các bạn cũng biết là đối với các loại đậu thì nếu mà muốn nấu ngon và nấu nhanh thì mình phải ngâm qua đêm hay ít nhất thì cũng phải 5 đến 6 tiếng. Nhưng hôm nay thì Ánh sẽ thử ngâm đậu đỏ trong khoảng 2 tiếng thôi nha. Sau đó, bỏ 150g đậu đỏ vào nồi, chế nước tầm đến mức 4 và thêm một ít muối. Ánh sẽ chọn nấu đa năng trong 25 phút.
Trong quá trình nấu sẽ có một lượng khói bay ra từ van áp suất và đây cũng là khả năng tự điều phối hơi của nồi. Đến những phút cuối cùng, tầm 3 phút còn lại thì nồi sẽ tự động xả áp. Lưu ý đến lúc này bạn có đứng cạnh nồi thì rất có thể sẽ giật mình bởi tiếng phục hơi của van xả áp đó nha. Khả năng tự động xả áp này chính là điểm khác biệt so với van của nồi áp suất như khi nãy mình có đề cập. Và như vậy thì nó sẽ an toàn hơn và chủ động hơn nên là các chị em không cần phải lo toan đến việc là bên trong nồi có còn áp suất hay không. Giờ sẽ kiểm tra qua đậu, tuy nấu chỉ 25 phút thôi nhưng đậu đã có được độ mềm. Tiếp theo thì Ánh sẽ thêm đường cùng với nha đam để ăn ngon hơn, chọn nấu thêm 10 phút nữa là được. Bình thường Ánh mà nấu chè đậu đỏ thì sẽ tốn đâu khoảng 30 đến 40 phút mà trước đó mình còn phải ngâm đậu rất là lâu nữa. Nhưng mà như Ánh trải nghiệm thì các bạn có thể thấy là nhờ nấu bằng áp suất thì hạt đậu chín mềm rất là nhanh, không bị nát nè, vẫn giữ được nguyên hạt. Còn về vấn đề nó có tiêu tốn điện hay không thì trong quá trình trải nghiệm nấu 2 cốc gạo, Ánh có đo lại điện cho các bạn kiểm chứng đây. Cuối cùng là vấn đề vệ sinh, vẫn lưu ý với các bạn là không được sử dụng cất kim loại để chà vào lòng nồi, bởi vì lòng nồi này nó chống dính rất là tốt nên việc vệ sinh cũng đơn giản thôi. Còn bên ngoài thì các bạn cần chú ý hai chỗ ra nước, đó chính là van áp suất và khay hứng nước trào ở phía sau này. Nhớ lau van áp suất và bỏ đi nước thừa ở khay hứng nước trào sau khi nấu xong nha. Rồi, với cái nồi cơm áp suất Cuckoo này thì như anh có nói là nó sẽ phù hợp với những gia đình nào cần 2 trong 1, vừa muốn nấu cơm ngon, vừa muốn một nồi áp suất để hầm những món hầm lâu, ví dụ như là hầm gân bò hay là xương heo chẳng hạn. Và sự tiện ích chỉ có trong một chiếc nồi thì nó sẽ giúp mình tiết kiệm được chi phí cũng như là không gian thì rất là đáng để cân nhắc đúng không? Ok, và mình sẽ để giá của sản phẩm ở trong phần mô tả. Các bạn hãy cho Ánh một like và subscribe để ủng hộ cho Điện Máy Xanh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.